Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 4 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 64. Cái thời cuộc này rất là nhiều kiếp nạn, khổ đau loài người chúng ta phải chịu đựng đủ thứ, từ thời tiết nóng bức, làm ăn khó khăn, dịch bệnh bệnh hoạn đủ diện. Con người càng ngày càng rất là khổ. Đúng như lời Đức Phật đã nhắc nhở, ta bà khổ, khổ không thể nào nói hết. Nên Ngài mới chỉ chúng ta nên niệm Phật sanh cực lạc. Cực lạc vui vui chẳng thể nghĩ bàn. Vì biết rằng là chùa chiền mình mà có khi buổi chiều những đức qua bên đầu chàng ba họp, thấy các cụ mình đứng ở trên mấy cái dãy nhà 4 tầng, các cụ đứng, các cụ chơi, các cụ coi nó thả diều. Những đức họp với mấy cô, những đức nói rằng các cụ mình có phước. Những đức đi ngoài đường, những đức thấy có nhiều cụ già lớn tuổi mà đi bán vé số, thấy tội nghiệp. Còn các cụ mình thì được niệm Phật, được nghe pháp, buổi chiều được rảnh rỗi nghỉ ngơi, rồi đứng coi thả diều rất là bình an. Đứng từ những dãy nhà 4 tầng, có khi con cháu vào thăm, thấy ông bà cha mẹ mình ở cái hoàn cảnh rộng rãi, nhà cao cửa rộng. Có nhiều cụ già mà cả đời mình có khi cũng chưa ở nhà cao cửa rộng, mà bây giờ được vào chùa, hòa thượng các chùa rộng lớn để cho các cụ được nương tựa tu hành. Nên những người mà mình có khi mình không hiểu, nếu như mà có những người mà ta xây chùa chiền mà ta nuôi người già, mà người già được ở nhà cao sạch rồi rộng rãi, nuôi dưỡng thân tâm cho họ niệm Phật cầu sanh cực lạc, nếu mà làm được điều này thì quá đặc biệt quý vị. Chứ cuộc đời của người mà mấy ai mà mong muốn mình khổ đâu. Nên ở trong đạo Phật có nói câu nói: lấy khổ làm thầy. Lấy khổ làm thầy là trong cái cõi này nó quá khổ. Nên trong cái khổ đau đó mà mình không có hạ cái ý chí của mình cầu giải thoát, gọi là lấy khổ làm thầy. Chứ ai mà làm người mà mong muốn khổ bao giờ? Chúng ta mỗi ngày phát nguyện cầu sanh cực lạc, vì cái thế giới cực lạc bình an, vui vẻ, tốt đẹp, nên mình muốn sanh cực lạc. Chứ nếu như mà con người sinh ra đời này mà mình luôn luôn lấy cái khổ để sống thì khổ làm chi? Ý đạo Phật muốn nhắc mình, dù gặp những sự trở ngại, khó khăn, khổ đau trong mọi hoàn cảnh, người thì tu hành trong hoàn cảnh này, người tu hành trong hoàn cảnh khác, để cái sự hóa độ chúng sanh thì
có khả năng này, chúng sanh có khả năng kia, chúng sanh có khả năng nọ. Nghĩa là đa dạng căn tích để áp dụng sự tu đa dạng phương pháp, chứ không có chết cứng một điểm nào hết. Nhưng mà đa phần có người đều không chịu khổ nổi. Ý muốn nói trong cái khổ đau phải có ý chí vượt lên để hướng đến giải thoát, nên gọi là lấy khổ làm thầy. Chứ không phải rằng đạo Phật bắt mình phải khổ đau làm gì. Nhưng nếu bản thân mình quá sung sướng, quá đầy đủ mà không có ý chí cầu sanh cực lạc thì mình vẫn bị đắm chìm trong khổ đau. Nhưng đa phần con người đều thích được sống đầy đủ, ăn uống đàng hoàng. Đã là con người thì ai mà không mong mỏi chỗ này. Nên nhìn thấy các cụ được hòa thượng xây chùa cho ở đàng hoàng, chỗ ở đầy đủ, được quý thầy quý chú lo cho đàng hoàng, mình thấy mình mừng. Nhìn các cụ đứng coi người ta thả diều mà mình thấy mừng cho các cụ tuổi già mà được bình an, sống hạnh phúc. Và tương lai ngôi chùa Đạo Tràng 4 xây lên, hiện tại đã xây, đã làm 6 cái móng, 6 cái móng, 6 dãy nhà 4 tầng. Và chánh điện cũng đang chuẩn bị móc móng và làm móng cho đàng hoàng. Trong thời điểm này chưa mưa nên hòa thượng tranh thủ làm móng cho đàng hoàng, rồi xây dựng thì xây lên từ từ. Còn chứ nếu như có mưa đồ mà làm móng mà nó sạt lở thì tốn tiền và nó không chắc lượng. Nên trong thời điểm này cố gắng tranh thủ làm móng để xây Đạo Tràng 4. Nhà Tôn thì giờ xe cộ đang gác, có thể lễ viếng Quan Âm, quý vị về lại Quan Âm 19 tháng 6, 18, 19 tháng 6, 2 ngày, 1 ngàn lại. Thì quý vị sẽ nhìn thấy căn nhà Tôn cắt lên rất bự, tiếp nối theo căn nhà Tôn lại Quan Âm ở bên Đại Tùng Lâm. Và đang làm khoảng hơn 100 cái nhà vệ sinh để vị lại Quan Âm có thêm nhà vệ sinh để mình tiểu tiện. Quý vị coi à, nếu như mà được cái sự cúng dường người ta mà để làm việc cho người ta ở vậy thì tốt biết mấy. Nên những người mình đừng có dội vàng quá đủ cả năm. Thí dụ như hòa thượng mình ngày xây những ngôi chùa to, chùa lớn, ngài cũng ở cái giường, cái phòng thôi, đều để cho người ta ở. Điều này là việc mà rất tốt. Nếu trong cuộc đời này chúng ta có thể nghĩ cho nhiều người khổ để giúp họ như vậy thì tốt quá. Những đức cứ nghĩ đến cái việc Đạo Tràng 4 khi hình thành được cả ngàn người già được ở, nó tự nhiên trong lòng mình vui sướng vô cùng. Vui, rất là vui. Nên Phật tử đưa tiền những đức cúng dường, những đức đưa tay những đức chân quý, những đức nhận liền. Vừa nuôi 2.000 người cho có cuộc sống đầy đủ và có dư tiền ra đưa cho hòa thượng xây chùa để mà Đạo Tràng 4 mau hình thành, để chúng sanh được nhờ. Bây giờ thời điểm chùa mình đang nhận người các cụ già được vô ở để khoảng thời gian năm, hơn năm, khi Đạo Tràng 4 hình thành thì các cụ sẽ được sang qua ở vị trí Đạo Tràng 4, các cụ được ở. Lúc đó hình thành Đạo Tràng 4 liền rất là nhanh, các cụ có thời gian được ở những điểm đạo tràng. Khi lúc đó Đạo Tràng 4 hình thành thì các cụ được đưa qua đó hình thành Đạo Tràng 4 liền. Mấy anh em thì bây giờ đã vô vị trí quản chúng đâu vào đó hết. Khi mà qua Đạo Tràng 4 thì mấy anh em hình thành quản chúng Đạo Tràng 4 rất bình thường. Nên có nghĩa là cái việc làm mình có sự chuẩn bị và sắp xếp. Niệm niệm gì chúng sanh, nghĩ đến bao nhiêu người già, rồi có những mảnh đời cũng khổ. Có những người được nhân duyên vào ngôi nhà Tam Bảo, được ở mỗi ngày niệm Phật, được sống những ngày tháng của tuổi già bình an. Khi cuối đời được quý thầy hộ niệm, đưa tiễn đi về thế giới cực lạc, làm đám ở trong ngôi nhà Tam Bảo rất bình an. Nhìn gì cái tự nhiên thấy trong lòng mình rất là vui. Như bữa nay hồi sáng nhân đức cũng vừa làm cái đám đưa một cụ lên đài quả táng. Thì các cụ trong chùa mình cứ
mắt thường xuyên, già mà quý vị, tám mấy, chín mấy tuổi, cả trăm tuổi, thì tới tuổi già phải ra đi thôi. Nhưng mà có cụ được ở trong ngôi nhà tam bảo là quá hạnh phúc. Nên mỗi ngày các cụ được nhớ Phật niệm Phật, các cụ nhớ là, và đại chúng phải nhớ. Vì sao mỗi ngày chúng ta niệm Phật? Vì mỗi ngày chúng ta niệm Phật vừa quân tập cái tâm nhớ Phật niệm Phật. Quý vị biết rằng cái ý niệm cuối cùng cuộc đời quan trọng lắm. Chỉ cần một ý niệm sai lầm thôi, chúng ta một đời đi tu uổng phí. Pháp môn tịnh độ dễ hơn pháp khác, nhưng cái ý niệm cuối cùng vẫn là ý niệm chọn lựa của chúng ta để đi về đâu. Nên vì sao mỗi ngày chúng ta phải niệm Phật? Vì mỗi ngày chúng ta niệm Phật để cái ý niệm cuối cùng của mình đó là Tây Phương Cực Lạc. Và cái việc hộ niệm cũng rất quan trọng. Chùa chúng ta, những đức thu âm cái điệu hộ niệm. Nếu như mà để một người cầm micro mà niệm trước, từ khi người này khỏe người này tỉnh, chứ nếu như một người ngủ gục thì cũng phiền phức. Hoặc người này cái tiếng niệm không khỏe, niệm chút khang tiếng thì cũng rất phiền phức. Nên dùng chiếc máy cực kỳ hay. Và những đức áp dụng cho các cụ yếu, mỗi ngày được tu cái điệu hộ niệm trước. Mong rằng cuối cuộc đời các cụ có thể niệm được câu Phật hiệu khi ý niệm cuối cùng. Đức Phật A Di Đà Ngài đã hứa rằng chúng ta chỉ cần niệm khi cuối cuộc đời, từ một niệm đến 10 niệm. Từ một niệm là Ngài đã tiếp dẫn mình rồi. Nên á, mình mỗi ngày càng phải quân tập niệm Phật. Các cụ nhớ, thí dụ như mình đã lo gia đình xong hết rồi, mình mỗi ngày bây giờ mình phải gầy dựng cái nguyện, tín nguyện kiên cố cầu sanh cực lạc. Có những đứa con, có những gia đình không hiểu, họ cũng trách mình đi vô chùa tu xong về nhà chắc quên hết con cháu, quên gia đình rồi. Bây giờ mình có giải thích họ cũng không hiểu. Bây giờ mình phải về cực lạc mình mới cứu độ và giúp được họ. Mà nếu mình như mình ở nhà thì họ cũng đi làm, lo làm. Còn mình cũng ngồi ở một cái góc nào đó buồn lắm. Bây giờ các cụ được ở trong chùa thì có khi họ mình không về, thì họ lại trách mình là mình vô tình vô nghĩa. Gia đình có người bệnh, người đau thì họ mình cũng không về. Nhưng họ không hiểu được rằng các cụ đang làm một cái việc đại sự trong cuộc đời. Đó là các cụ muốn niệm Phật sanh cực lạc. Bây giờ họ vô chùa ở một cái ngày họ không có mở được. Mình ở được, mình phải gầy dựng. Nên đừng bao giờ bị cái kích động của người thân. Họ đến nói này, nói kia, nói nọ. Đừng đưa quý thầy ra các cụ à. Quý thầy đã lo cho mình, nuôi mình rồi. Chuyện này là chuyện của mình, các cụ phải ra mặt, các cụ phải nói thẳng. Các cụ phải biết con đường các cụ đi là gì, mọi người chứ không phải gì cá nhân các cụ. Và đại chúng phải nhớ điều này. Cái thị phi chúng ta không vượt qua được, cái ái tình chúng ta không vượt qua được, thì làm sao cuối cuộc đời mình niệm được có Phật hiệu? Cũng như những đức nói, có Phật hiệu này giống như chúng ta cùng song song, cùng đua với tham sân si. Nếu tham sân si qua mặt thì chúng ta đi vào tam đồ ác đạo. Nếu có Phật hiệu của chúng ta lướt qua mặt thì chúng ta đi về cực lạc Tây Phương. Nên mình càng phải có một góc độ cực kỳ sâu sắc. Đừng để luống vào một đời tu hành của mình uổng lắm. Cũng như có một bà cụ này, khi con bà đến nói rằng gia đình có người bệnh đau hấp hối gần mắt, đó là chồng bà. Bà nói với con bà rằng, con ơi, mẹ lớn tuổi rồi, bây giờ mẹ về cũng giải quyết được vấn đề, vì các con làm theo cách của các con mà. Nên á, mẹ quyết tâm mẹ ở trong chùa, mẹ lo mẹ tu, mẹ niệm Phật. Bà đến mà gặp những đức, bà nói nếu con gặp thầy thì thầy cũng nói như vậy. Cái mấy đứa con gặp những đức nói như vậy. Bà vẫn quyết tâm ở trong chùa lo niệm Phật. Những đức nói rằng bà đã vượt qua một cái khó khăn của tình ái nhiễm. Ái không nhiễm không sanh ta bà, niệm không nhất không sanh cực lạc. Bà đã vượt qua sự ái nhiệm, bà đã tính nguyện niệm Phật, thì việc giảng sanh của bà nắm chắc rất cao. Quý vị nghe công đoạn này nên học theo. Người ta không tu, người ta đâu có biết được việc làm mình là gì cái gì. Có giải thích người ta cũng không hiểu. Cũng như Phật tử mà đi đến chùa, đến với chùa mình tu tập cộng tu, đa phần quý vị đều rất là quý mến, tôn trọng những đức.
Nhưng Đức Chí Sẽ Phật phát nhiều người vỗ tay hô hò vui vẻ, là vì quý vị đến đây vì ở gần những Đức, vị biết những Đức làm gì và lo cho quý vị như thế nào, bằng tấm lòng như thế nào nên quý vị mới quý thương. Còn người ta nhìn với cái khách quan bên ngoài, người ta đã vội vàng phán đoán việc đó là do gì người ta không biết. Chứ nếu như biết như quý vị thì ai nói gì. Có lần những Đức gặp một cái anh này ở An Giang, anh gặp những Đức anh mừng lắm, đi chung với vợ. Anh nói một câu: thầy con nè, lúc trước thầy chia sẻ Phật pháp con cũng ghét thầy lắm, bình luận không ưa thầy đâu, thấy cách giảng của thầy, thầy nói chuyện ngang ngang con ghét, con cũng chửi thầy dữ lắm. Nhưng mà khi con đi đến đây, con ở cộng tu của thầy, thì con mới thấy con thương thầy. Vì một người mẹ, một người cha mà chúng con còn khó làm. Vì mà người thầy nuôi bao nhiêu người cha, bao nhiêu người mẹ, nuôi con người không dễ. Trong đó có con nít, con mới lớn lên, có sùng sồn, có tuổi già, có yếu gần chết, đa dạng hết chứ. Thì những Đức nói rằng thì nếu hiểu nhau thì sẽ thương nhau thôi. Nó thương người thương cả lối đi, mà ghét người ghét cả tôn ti họ hàng. Nếu như mình mà xác thực gần gũi với nhau thì mỗi người mình đều có thể hiểu người đó gì rõ ràng hết. Con người mà không ai hoàn toàn thiện, cũng không ai hoàn toàn ác. Nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn qua cái khách quan bên ngoài thôi thì chúng ta kết luận thì tệ quá. Những Đức tin chắc 100%, con người đa phần đều thông minh, không ai mà mình có thể tiện bề gạt người ta được, không ai mà ngu si gì mà gạt người ta được đâu. Người ta đều cực khổ đi kiếm ra đồng tiền, nên bản thân của người ta khi muốn làm một việc thiện gì, người ta đều xem xét, người ta phải tìm hiểu rất là kỹ. Như chùa mình mỗi lần tổ chức lễ Phật tử về rất đông, người ta cũng đi vòng vòng, người ta xem xét. Có nhiều người ta cũng đi hỏi các cụ trong chùa và đi coi coi chùa chiền có xây hay không, có làm hay không. Nên tại sao Hòa Thượng mình xây chùa được hoài, dù Hòa Thượng làm thiệt, vì 84 tuổi rồi còn gì nữa quý vị, không làm hay chứ làm gì giờ. Nên có những người thì tự lực tu cũng tốt, có những người thì niệm niệm gì chúng sanh mà tu thì quá tốt rồi quý vị. Bây giờ thí dụ như có những ngôi chùa nuôi người già gì, bao nhiêu người già lỡ bước xa chân khổ đau, chuyện này chuyện kia hay nhiều mảnh đời, cũng có chỗ về để tu tập nương tựa, quý vị coi quá tốt rồi còn gì nữa. Thì ngồi suy nghĩ có phải quá tốt không? Nên từ nơi đó mọi người đều có cái góc độ tốt, thì mọi người có nhân duyên làm tốt. Còn nếu ai làm không tốt thì quả báo đến với mình gán mà chịu, đúng không? Cái này là rõ ràng 100%. Nên cái thời cuộc quá nhiều kiếp nạn, quá nhiều sự khổ đau, chúng ta là người học Phật, mình cũng mong làm một cái gì đó để kiếp nạn nhân sinh được quá giải bớt đi. Thì chùa mình thứ bảy chủ nhật, quý vị tất cả trưởng đoàn và khắp nơi nơi tập trung về tu tập, được có những ngôi chùa gì về thỉnh tượng Phật. Rồi mỗi tuần thì có người thỉnh tượng Phật có trăm bộ, hơn trăm bộ, thì được 100 ngôi nhà. Chứ không có nhà ai mà thỉnh hai bộ tượng Phật mà thờ hai bộ, một bộ ba pho tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí thì thờ một gia đình. Trăm bộ thì được trăm gia đình, mỗi lần lễ mà ngàn bộ thì được ngàn gia đình thờ. Mừng được 1.000 gia đình thờ. Như vậy hổm là lễ bây giờ hổm mình tổ chức lễ viếng Quan Âm 19 tháng 2, như Đức tặng cũng được mấy ngàn bộ tượng Phật, là mấy ngàn gia đình thờ Phật. Nhiều người niệm Phật rồi ăn chay phóng sanh để cầu nguyện mong cho cái kiếp nạn nhân sinh này quá giải bớt đi, quá giải bớt đi quý vị. Nên những Đức khuyên hàng Phật tử, những người đủ duyên nghe những Đức chia sẻ Phật pháp, trong thời cuộc đã nhiều kiếp nạn rồi quý vị, đừng có tạo thêm nghiệp chướng để kiếp nạn thêm nữa. Chúng ta nên niệm Phật, nghe pháp niệm Phật, cái tâm nó nhẹ nhàng. Trong thời cuộc này mà mình có cơm ăn áo bằng, biết đủ thường vui, sống ngày tháng được bình an gì là hạnh phúc quá. Con người
càng ngày càng giảm nhau mà sống. Vì đồng tiền có thể tạo bao nhiêu nghiệp chứ. Làm đủ cách, làm đủ cách. Nhất là trong cái thời cuộc này, nổi dậy lên những con người, họ cắt ghép những hình ảnh quý thầy, những bài giảng quý thầy từng đoạn ngắn. Họ thấy cái đó là cái lượt người coi đông, họ làm đông, đông quá. Nó cũng tạo tập trung ra cái lượng tạo nghiệp cùng kết hợp. Trong khi kiếp nạn nhân sinh đang dễ đài, nổi dậy cái mảng này rất lớn. Nên bản thân chúng ta mỗi ngày được niệm Phật. Cái vì gặp những trường hợp đó chết, cái khi nhào vào nghe có khi cũng tức, vì không đủ lực tránh đi, lo niệm Phật, lo tu tập. Vì kiếp nạn vì nhìn thấy giải đài, thời tiết nóng bức rồi, bốn mùa xuân hạ thu đông thay đổi thất thường. Nhìn vào thời cuộc này có người, lòng người càng ngày càng tệ, nên kiếp nạn càng nặng thêm, có khi gặp những kiếp nạn còn lớn hơn. Chúng ta đến lúc đó bản thân mình vẫn có niệm A Di Đà Phật. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng, ngày nói một câu nói rằng là thời thế nhiều kiếp nạn, quý vị dám đảm bảo rằng cả đời quý vị không dính hay chăng? Có thể tránh được hay sao? Nên mỗi ngày càng phải niệm Phật. Niệm Phật có thể tiêu tai giải nạn. Khi nếu nằm trong cộng nghiệp thì cũng được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh nếu như mình niệm Phật. Nên quý vị cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật. Lây quay rồi Phật đản chùa mình tổ chức lễ đến là quý vị phát động chương trình lên dẫn người ta đến tu. Quý vị biết dẫn người ta đến tu, những đức cũng nhiệt liệt lo lắng cho quý vị. Nhưng mà người ta đến tu rồi quý vị chỉ người ta thỉnh tượng Phật về thờ. Rồi những đức tặng đèn bông sen để bàn thờ. Rồi tặng khăn cho họ. Mình mong làm sao à? Nhiều người biết tu, nhiều người biết niệm Phật, để kiếp nạn nhân sinh này quá giải bớt đi. Cái quan trọng là người niệm Phật của chúng ta, đời này mình muốn giảng sanh, thật sự muốn giảng sanh. Vì một đời sẽ tệ hơn một đời, chúng ta sẽ khổ hơn nữa. Nên chúng ta muốn giảng sanh, nên mình cố gắng niệm Phật. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc Tây Phương quý vị. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.